Xin chào tất cả các bạn, tôi là Triệu Đình Nam, là người sáng lập ra công ty Zoomation và dự án Việt Nam is Awesome Project. Mặc dù công ty mới thành lập được 2 năm nay thôi, nhưng mà chúng tôi rất may mắn vì được biết đến qua những video có nhiều lượt xem trên mạng, chẳng hạn như là Đà Nẵng is Awesome và Sapa is Awesome trong dự án Tuyệt vời Việt Nam, Việt Nam is Awesome Project. Ngoài ra chúng tôi đã đồng hành cùng với những sự kiện lớn, nổi bật nhất có thể kể tới như là Iron Man và Color Me Run. Tôi rất vui khi ngồi đây chia sẻ những kinh nghiệm dựng phim bằng phần mềm Adobe Premiere cho tất cả các bạn. Sau khóa học này thì các bạn có thể nắm rõ được quy trình dựng phim, tự mình chỉnh sửa một video hoàn chỉnh. Từ đó các bạn có thể tạo ra những sản phẩm cho riêng mình, tạo tiền đề cho những kỹ năng dựng phim cao hơn. Hôm nay mình giới thiệu về cách cắt ghép, chỉnh sửa phim, một đoạn phim ngắn trên Adobe Premiere. Lý do mình sử dụng Adobe Premiere là vì nhất là mình đã sử dụng nó 6 năm nay rồi. Tất nhiên là cũng sử dụng qua những phần mềm khác, nhưng mà mình thấy Adobe Premiere là phần mềm mình dễ sử dụng nhất và được đa số các mọi người tin dùng, nhất là học sinh, sinh viên và các bạn đang làm lĩnh vực truyền thông. Cái thứ hai, hỗ trợ tất cả các định dạng mà mình hay xài như là máy điện thoại, GoPro, máy chụp hình, và thậm chí cả những máy camera và cao cấp hơn. Và lý do cuối cùng mình chọn Premiere là vì mình cũng hay sử dụng những phần mềm khác trong bộ Adobe Creative Cloud, ví dụ như Photoshop, Illustrator, After Effects và Adobe Audition. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dựng một video clip đơn giản và sau khóa học này thì các bạn có thể tự tay mình edit một video tương tự như video sau đây. Chào các bạn, mình đã từng tới thành phố Đà Lạt. Thì như các bạn cũng đã biết rồi, Đà Lạt là một thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lang Biang và có độ cao so với mực nước biển là 1.500m, cho nên là khí hậu ở nơi đây rất là trong lành và mát mẻ. Đó là lý do tại sao mà mình cũng rất là thích tới Đà Lạt và mình đã tới Đà Lạt có lẽ là phải mười mấy lần rồi. Về con người ở Đà Lạt á, thì mình cảm nhận được rằng là những con người ở đây họ rất là thân thiện. Những du khách tới đây thì thí dụ như mà không biết đường hay gì đó thì họ sẽ hướng dẫn rất là cụ thể, rồi còn rất là tận tình chỉ dẫn cho mình nữa. Còn về những địa danh mà các bạn có thể tham quan tại thành phố Đà Lạt thì với mình là mình lại thích nhất đó chính là đỉnh Lang Biang. Khi mà leo Lang Biang á, cảm giác mình rất là thích khi mà đi giữa những cái con đường mà hai bên nó đều là đường thông, và cái cảm giác mà cái không khí nó lùa từ trên xuống, từ những ngọn đồi xuống thì rất là sảng khoái. Với những bạn nào mà đã từng xem những bộ phim điện ảnh thì chắc hẳn sẽ không thể không biết đến trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Đây là một trong những bối cảnh ưa thích của khá là nhiều phim. Và nếu như các bạn có tham quan tại đây thì các bạn hãy nên đến sau 4 giờ chiều. Bởi vì trước giờ đó thì học sinh sinh viên vẫn còn đang học, cho nên là trường sẽ không thể cho tham quan được. Và ngoài ra còn có rất nhiều địa điểm tại Đà Lạt mà các bạn một lần đến rồi chắc hẳn sẽ không thể nào quên được. Hãy đến Đà Lạt và thử cảm nhận nhé.